Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Lý Tinh. Các bạn, ai cũng đã từng xem một bộ phim nào đó là anime của đất nước mặt trời mọc Japan, Nhật Bản. Đó, thì ở đây mình xin đề cập tới cái bộ phim đó là Doraemon. Mình là một fan cực kỳ là chân chính về Doraemon. Đấy, cho nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một cái gói add-on về One Piece, đảo hải tặc. Rồi, thì không có dài dòng nữa, mình sẽ bắt đầu vào clip luôn. Và nếu các bạn cảm thấy clip này hay thì nhớ cho nó một like, share cũng như là đăng ký kênh và ấn cái chuông lên để nhận được những thông báo nhé, cũng như là ủng hộ cho channel của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình let go thôi. Ok, thì các bạn có thể thấy đây, ở sảnh này các bạn có thể thấy là được cái chữ One Piece rất là bự nằm ở đây. Đó, nó sẽ thay đổi mọi giao diện luôn nha các bạn. Các bạn thấy cái dấu ở giữa không? Đấy, nó đã thay đổi cái dấu như thế này rồi. Nhìn cũng khá là đẹp. Cũng dễ nhìn. Và đây, khi các bạn tạo một cái map thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều hải quân nha các bạn. Đó. Các bạn ai là fan của One Piece, Luffy, hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha các bạn. Đấy, đây là hải quân nha các bạn. Khi các bạn tiêu diệt những cái ông hải quân này thì các bạn có thể lấy được một cái kiếm của ông nha. Ông sẽ tự động rơi ra một cái kiếm như thế này. Đấy, thấy không? Nhưng mà không có súng các bạn. Hải quân thường thường mình thấy nó bắn sọt gun không. Mình thì mình xem One Piece rất là nhiều rồi các bạn. Mình xem được 900 tập rồi. Thì mình đang đợi tập 901 ra để xem đây. Rồi thì ngồi những cái con hải quân này thì bây giờ mình sẽ vào để mà cho các bạn xem là còn cái gì nữa không nha. Đấy, thì đây nó sẽ xuất hiện một số cái lệnh truy nã như thế này. Các bạn ấn những cái lệnh truy nã này ra ngoài và các bạn thả cái lệnh truy nã này ra thì nó sẽ xuất hiện những cái con nhân vật có trong lệnh truy nã nha các bạn. Mình sẽ lấy ra một số con cho các bạn xem, còn lại thì các bạn hãy tải về và trải nghiệm nha. Mình cứ để link và video cách cài ở dưới phần mô tả hết nha các bạn. Ok, thì tên trên tay mình đây, đây là một hải tặc cực kỳ là lừng danh. Với số tiền truy nã hơn 1,5 tỷ. Hắn ta chính là Moncady Luffy. Đó, trời ơi. Hello Luffy nha, hôm nay làm gì đây? Ok, tiếp theo là Franky. Đấy, nhìn rất là to lớn luôn các bạn. Đấy, nhìn cái đầu ổng này. Đó, tiếp theo đó là Chopper. Trời ơi, nhìn kìa, cú te dễ sợ. Đội cái mũ kìa các bạn. Đây là bác sĩ trong tàu của Luffy nha các bạn. Còn Franky là thợ đóng tàu. Đây, tiếp theo đó là Usopp Songekin. Đây, Songekin các bạn. Thực ra thì tên của nó là Usopp, nhưng mà đặt là Songekin tại vì đây là những cái tập trước khi mà có những cái trận chiến ở cái nhà tù gì đó quên mất rồi các bạn. Thì mình xem phim mình chủ yếu là xem việc sub cho nên là mình cũng có khi là mình không nhớ rõ những cái tên của những cái công trình đó lắm, mình quên mất rồi các bạn. Thôi, tiếp theo chúng ta đến với Vinsmoke Sanji. Đây. Đấy, trời ơi, Sanji các bạn. Đây là đầu bếp trong tàu của Luffy các bạn. Và tiếp theo là Rurura Zoro. Đấy, trời. Sao cầm có mỗi kiếm vậy? Phải cầm 3 cây chứ. Hi da. Zoro là cầm tam kiếm phái mà các bạn. Nên là ông sẽ cầm 3 cái kiếm lận. Nhưng mà sao dạo này cầm có mỗi cây vậy? Thiếu rượu nên cho nên cầm 2 cây kia để mà lấy tiền mua rượu đúng không? Trời ơi, kỳ cục. Bây giờ ta đến với Wico Robin thôi. Đây. Đấy. Sao mới nhảy xuống là nó chạy rồi? Chạy đưa toàn cái lưng qua thế. Đi xem cái hơi lép. Rồi, tiếp theo đó là Brook. Ui, bộ xương các bạn. Bộ xương, đấy. Ông cầm cái cây kiếm rồi các bạn, thấy không? Cái kiếm hình cái dù ấy, nhưng mà lại không có dù, chỉ có mỗi cái cán thôi. Ông này có thể là gọi là kiếm sĩ mà gọi là
Hàn Băng các bạn. Ôi, ông đánh trong âm thầm lặng lẽ các bạn, đánh rất là mạnh luôn. Nhưng mà mình thấy là vẫn thua Zoro. Tiếp theo, chúng ta có người đẹp Nami. Đấy, trời, ôi, tóc dài kìa các bạn. Nami Kun. Trời ơi. Mặc đồ tắm biển này, mặc quần jean, áo xanh. Đó là một số thành viên trong băng hải tặc của Luffy. Chúng ta có một số kẻ khác nữa mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nhé. Ok, hiện tại trời tối rồi các bạn. Ui, mặt trăng đang lên các bạn ơi, nhìn đẹp không? Ui, quá đẹp luôn. Trời ơi, mặt trăng này quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Hi da. Trời, nhìn hùng vĩ vãi. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua trời sáng để mà xem tiếp những một số con nhân vật khác nha các bạn. Ok, thì tiếp đến đây chúng ta sẽ có một con nhân vật, đó là Boa Hancock. Đây là gọi là cái con bé mà gọi là rất là cực kỳ thích Luffy các bạn. Đây, Boa Hancock. Nhìn cũng khá là đẹp các bạn. Nó mặc váy này. Đây là nữ hoàng hải tặc các bạn. Chúng ta đến với Akairu. Akairu. Đấy, người là sẽ chiến đấu với băng hải tặc Luffy. Đấy, Akairu nó có một cái kỹ năng đó là triệu hồi mấy con hải quân này các bạn. Đấy, ông rất là mạnh luôn nha. Nhìn này, ông đánh ra những cái hiệu ứng skill của những cái con nhân vật. Sức mạnh của ông. Đấy. Ông sử dụng nham thạch các bạn ạ. Ông khá là mạnh luôn. Nguyên băng của Luffy nhào vào đánh ông mà ông chưa chết này. Quá mạnh. Đấy, các bạn thấy không? Mấy con hải quân nó chết, nó rơi ra kiếm này các bạn. Đây, đây là những thanh kiếm của hải quân nha các bạn. Trời ơi, Usopp. Usopp ra đi các bạn. Usopp đã ra đi. Quá yếu luôn. Trời, Akairu nó mạnh kìa các bạn. Đi từ từ đi, đánh ông sau. Chúng ta đến với nhân vật tiếp theo, đó là Aokiji. Đây là ông này, ông sử dụng băng các bạn. Ông trái ngược với lại ông Akairu. Ông này rất là mạnh luôn các bạn. Đấy đấy các bạn nhìn này. Trời, thấy hiệu ứng skill của ông chưa? Đấy, băng đó. Khiếp chưa các bạn? Rồi, tiếp theo chúng ta đến với Fujitora. Ông này là hải quân rất là lương thiện các bạn. Ông là đô đốc hải quân các bạn ạ. Và ông này cũng rất là lương thiện nha các bạn. Ông này cũng có biết là ông biết là Luffy là người tốt, cho nên là ông không đánh với Luffy các bạn. Đấy. Đây. Đó. Ông này là ăn trái quỷ trọng lực các bạn. Ấy, ông cầm cái kiếm này. Đó, thấy không? Ông này ông bị mù hai con mắt rồi. Các bạn nào mà xem Luffy thì các bạn xem One Piece thì các bạn có biết. Chúng ta đến với con tiếp theo, đó là Kizaru. Ông này là người ánh sáng các bạn. Đây, cho các bạn xem nhé. Đó. Thấy không? Trời, ngôi sao bay tung lung. Nhìn ông rất là đại gia các bạn. Tiếp theo chúng ta đến với Garp. Đấy, anh hùng Garp là ông nội của Luffy. Đó. Đây, trời, nhìn rất là giống các bạn. Thiết kế khá là hay luôn các bạn. Đấy, nhìn quá giống luôn. Minecraft mà làm được như thế này thì rất là hay rồi các bạn ơi. Đây, ông này cũng rất là mạnh các bạn. Rồi thì ngồi những cái con nhân vật này ra, chúng ta có những cái trái ác quỷ cũng như là một số cái cây cái kiếm này. Bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn xem nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn lấy những cái trái ác quỷ cũng như là những cái vũ khí có trong cái gói đặt order này nha các bạn. Thì các bạn ấn vào trong này thì sẽ không có đâu nha các bạn ơi. Các bạn phải ấn vào phần tin nhắn này. Các bạn nhập lệnh nha các bạn. Các bạn phải nhập một cái dòng lệnh, đó là Giver. Đấy, trong những cái add-on mà mình review cho các bạn. Đấy, thì các bạn đều phải nhập lệnh Giver để mà lấy. Đây, các bạn gặp Giver. Giver, G-I-V-E. Sau đó cách ra, nhập A cộng B. Rồi, cách ra. Các bạn ghi là O nha các bạn. O là One đấy, One B. Đấy, các bạn ghi là O, B, E. Rồi, các bạn ấn 2 chấm. Đây, mình sẽ ấn ra ngồi cho các bạn xem nhé. Đây,
đây là tất cả những thứ có trong God of War này. Chúng ta có rất là nhiều kiếm cũng như là những cái trái ác quỷ có những cái hệ khác nhau nha các bạn. Mình sẽ lấy một vài thứ để cho các bạn xem ha. Rồi, và mình đã lấy được một vài trái ác quỷ cũng như là một số cái vũ khí hoạt động ở trên cái gói God of War này nha các bạn. Những cái vũ khí này đều là hình như là có ở trong bộ phim hết nha các bạn. Đây chúng ta có con dao, một cái kiếm này. Đó. Cái này là hơi bị ghê các bạn, gắt lắm. Uầy, và nó có tăng đam nha các bạn. Đấy, nó tăng cái lực tấn công. Đây, cho các bạn xem này. Tăng 15. Đấy. Rất là thấm luôn các bạn. Cái này mà bữa vô của người ta thì thôi luôn. Rồi thì bây giờ chúng ta qua những trái quỷ nha các bạn. Đây là trái Kizaru. Ui, Kizaru. Ồ, trái này là các bạn có thể di chuyển nha các bạn. Ồ, di chuyển nha các bạn. Đây. Đó, ui, đi xa lắm luôn. Thôi mình... Ê, Aokichi kìa. Kệ ông đi. Đấy, các bạn ngồi xuống nha các bạn, để mà sử dụng được cái trái năng lực của những cái trái ác quỷ này ấy thì các bạn ngồi xuống nha. Các bạn ở đây các bạn không phải là ăn nó, nhưng mà các bạn lại sử dụng cái trái ác quỷ nó bằng cách là các bạn cầm nó nha các bạn. Đây là những cái tính năng mà có trong skill mà các bạn chơi sơ đồ sáng tạo thôi. Còn sinh tồn thì các bạn có thể nhận gặp được những cái con nhân vật này nha các bạn. Khi mà các bạn chơi sinh tồn, các bạn nếu mà các bạn sinh tồn, các bạn có thể nhận được gặp được những cái con nhân vật này. Các bạn tiêu diệt chúng để mà lấy những cái trái ác quỷ của chúng nha các bạn. Ok, tiếp theo là Gomu Beastorm. À, đây là trái Gomu các bạn. Đây nhá, ngồi xuống. Đấy, các bạn ngồi xuống. Thì đấm tới nha. Để mình xem nè. Ui, đấm một phát chết ngay luôn, kêu luôn các bạn. Gắt dữ ta. Haki. Đấy. Trời, nó đấm phát kìa các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy là cái tay nó bay ra đúng không? Ấy nó bắn đấm cho một phát đó. Tiếp theo là trái Doflamingo à. Ở trái này là trái nhện nhện của Doflamingo này. Để mình xem nó làm cái gì đây. Trái này có vẻ như là mình cũng chưa biết các bạn. Tại vì cái add-on này mình xem người ta test và review ở trên mạng, thì bây giờ mình tải về và làm luôn cho các bạn xem. Đây là trái của A. Trái lửa các bạn. Ua, trời, được thực sự nha. Thôi, nó bắn nó lửa các bạn ạ. Đây, để mình chơi con cừu này nhá. Trời, nó phát chết ngay con cừu luôn các bạn. Quá gắt đi. Đây là trái của Aokichi. À, Aokichi này. Ua, nó bắn nó băng các bạn ơi. Ghê nha. Để mình xem cái trái này mình xuống nước nó có đóng băng lại được không. Không. Ôi thôi, nó đùa chúng thôi chứ cái trái này làm sao mà đóng băng nước được. Đó, các bạn thấy ghê không. Rồi, tiếp theo. Đây là trái gì đây. Trafalgar. À, trái này là trái hồi sinh của Trafalgar các bạn. Những cái trái mà kiểu như là cái hệ của nó khác nhau thì nó sẽ sử dụng những cái skill, cái tính năng khác nhau nha các bạn. Đấy, ui, trái này bao bóng không? Hay nhỉ. Để mình xài cái trái dịch chuyển nha các bạn. Ui, nó dịch chuyển mà nó làm chết luôn cái con gọi là cái con hải quân luôn các bạn. Ghê thật. Để mình dịch chuyển qua nè. Trời ơi, bay rất xa luôn các bạn, nó chỉ chuyển bốn nắc một lần luôn các bạn. Mình xem nè, bay lên thuốc trời xem nè. Ui, mình lên tới trên trời luôn các bạn. Ui, trời ơi. Máy mình thì hơi yếu nên cho nên là review những cái add-on như thế này thì nó cũng khá là lag các bạn. Rồi, thì nói chung là cái add-on này là nó cũng khá là hay các bạn. Thì các bạn nào mà là fan của bộ hoạt hình anime One Piece thì các bạn có thể đưa những cái con nhân vật này vào trong Minecraft để mà chơi cho nó giải trí cũng như là giết thời gian. Đấy, cũng khá là hay các bạn, nó không có phải là quá gọi là quá tệ so với những cái gói add-on bình thường, thì đây là quá là hay rồi. Thì mình chúc là các bạn tải gói add-on này thành công và chơi game vui vẻ nha các bạn. Rồi thì clip của mình đến đây cũng khá là dài rồi, mình xin phép tạm dừng clip tại đây.
Nếu các bạn cảm thấy clip này hay thì nhớ cho nó một like cũng như là đăng ký kênh. Và các bạn muốn làm những nhạc on nào thì các bạn hãy bình luận ở dưới để cho mình biết nha. Và những cái bình luận về của các bạn ấy thì mình sẽ đọc cũng như là rep lại cho tất cả các bạn nha. Rồi những cái ad on nào mà được nhiều like thì mình sẽ làm những cái ad on đó trước nha các bạn. Rồi, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.